Đồ mẹ xe gì đâu. Đây của mấy anh đồng bào. Anh chạy xe là cỡ đây không? Ồ, cái sơn nó trùng cỡ đây mà nó cũng đỡ, nó chạy hay anh Thành. Quay vô. Xe ra, sáng ra xe ra đỡ đi rẫy mà. Mấy anh lò xo đấy, mấy anh đồng bào anh chơi màu mè dán tà le. Ui đù mà thắng cũng ngắt luôn Thành vô. Dạ tà le nó ra nè, còn giờ phải bỏ tà le nó biểu sướng mày nó lấy á. Đồ má, kết nước kết đồ gì đâu mà trò. Nhìn xe thấy sốt luôn à. Vậy mà bây giờ nó biểu thay làm sao nổ nó chạy nữa được à, chứ nó không biểu sửa nữa đó. Cứ làm sao cho nổ là chạy được hả? Đây chắc là đồ mà xe ra đỡ anh cày anh đi làm rẫy nè. Giờ anh đâu muốn tôi xe ra bây giờ làm mớ lại không mớ tiền luôn á. Bỏ trống đổ rồi nữa đây bài bán không? Đồ má, nước mát chắc còn hết luôn không? Hết hay không nó cũng biết này chứ. Tụi đây nó chạy xe đâu cần nước mấy nước đồi đâu mà. Đây cũng hầu thanh niên cũng đổ chớ này, bỏ đèn mà cứu luôn nè. Bỏ đèn mà cứu, bỏ gì của FZ rồi nè. Đem tới thợ biểu bỏ làm sao cho nó nổ mình đi là được. Mình không có muốn đẹp. Qua giờ bùn đất nó vô tới đây luôn. Đèn đồ mi rồi trước đấy. Còn số bình yếu quá. Nó tới thợ cầu hết không? Hả? Dứt nhẹ lên cái đó, dứt nhẹ cái. Dứt nhẹ lên cái là hết á. Được nó nổ không? Ui giời, mấy tăng tạch đó, mấy con đâu đó mà nó kêu cỡ đó. Ui má coi vậy nó cháy á. Vừa nó cháy xe á, khói không kìa. Ôi, nghe đồ người ta băng quả nữa ấy. Chị á, đó cứ nó nổ được rồi, nó tới nó chạy hay nó chạy vô, khéo nó hư mình mong quả nữa. Xe nó giờ còn gì nữa đâu mà. Nhớt không còn lại nữa thì em sợ, đúng rồi, em sợ nhớt không còn trong máy nữa đâu. Tụi đây nó chạy bây giờ cái bình nước máy đó không còn nữa nè, đúng rồi, qua giờ khô răng luôn đây mà. Điện cá đứng á. Nổ một cái mà khối không đây mà. Ui giời, máy nó kêu gơ á. Ồ, má xe ở đây dầu thắng đây sợ cũng còn nữa chứ. Xe của mấy anh lò xo đây ứng. Nhìn nó thôi, nhìn thấy con xe mình thấy nó khác trời ẩn giật liền á anh Thà. Như nhìn thấy con xe của mình trời ẩn giật liền không? Xe sắm xe ra cũng nói chung chạy cũng mất độ rồi, phá quá phá. Đây nó mua gì nó đi rừng nè, nó đi rẫy nè, được đưa ba đường đất nó trơn nó ngã vài lần nó cũng bữa không cô ra đổ nó sẵn sàng đừng có nổ máy nó đúng mấy cái mà không mang quả.